Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2024, mình lại lên một số mã lan hàng thuần hàng người để chia sẻ với anh em. Ở đây là có mã rất là to, đây là dòng tam bản sắc này. Đó. Ở đây là sang các mặt hàng tiếp cũng là tam bản sắc hàng rời hàng nguyên bản đấy, và tam bản sắc của gia đình là bán cái hàng là màu hoa đấy ạ, có đẹp không ạ? Và mùi rất là thơm, thông thoảng hết cả cái khu vực bán lan này. Đấy. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại một số cái mặt hoa thôi, vì là cơ bản là tam bảo thắc thì giờ đã bắt đầu tàn hoa. Đấy. Còn chôn thì cũng vậy, cũng đã bắt đầu tàn hoa. Đây ạ, còn sót lại một số cái mặt hoa ở đây. Hoa đẹp không ạ? Đấy. Và phía bên là hàng rời. Và cũng kính thưa với anh em là hàng rời của hôm nay là gia đình để ngoài trời cho nên là cũng bị mưa ướt, và khi gửi thì gia đình cũng phải để cho nó ráo, nước khô khô ráo thì mới gửi, và cũng thường với cái thời tiết này cũng rất là thuận lợi cho cái việc gửi hàng tươi. Đấy. Thời tiết của miền Bắc là khu vực Lai Châu là mấy hôm nay là cũng phần đa là mưa là nhiều hơn là nắng. Đấy. Nên là thuận tiện cho cái việc gửi hàng là cây nó không bị héo nhiều. Và sau đây đi vào các mã. Đây là mã số 1 200.000 đồng. Mã này thì toàn cây to. Thời tiết nó còn chưa được sáng lắm cho nên là quay nó hơi tối, gia đình quay sớm. Nhưng đây cũng đủ tầm để anh em nhìn thấy rồi ạ. Một cây ạ. 2 3 4 5 6 7 8 8 cây với giá là 200.000 đồng. Còn đây là mã số 2 170.000. Đó là chồn đấy anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cây 170.000 đồng anh em nhé. Mã số 2 bị ướt cho nên là cái số này nó hơi nhỏ. Mã số 2 170.000 đồng. Và mã số 3 150.000 đồng. Một thân 2 3 đây vẫn còn đang hoa này. 4 5 cây bé này, tính 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cây anh em nhé. 15 cây mã số 3. Còn đây là mã số 4, mã số 4 này và mã số 5 đây là dòng lá lướt. Đấy, lá rất là dài và hoa thì cũng rất là dài. Lá đến đâu thì dài đến đấy, hoa dài đến đấy. Đây anh em xem đây ạ. Ví dụ như là cái thân này. Đấy. Thân này thì hoa còn dài hơn cả lá. Đó, đây ạ. Lá thì dài khoảng độ 50 cm, còn hoa thì khoảng độ 60 cm. Đấy. Đi vào mã số 4, 120.000 đồng thôi. Được đến thân cho anh em xem. Một cây. Hai cây, có anh em rất là thích chơi cái dòng lá lướt này vì là lá dài và hoa cũng dài. 3 4 5 6 7 7 thân. Với giá là 120.000 đồng. Còn mã số 5 thì vé nó cũng hơi nhè một chút. Đây ạ. 150.000 à, 130.000 đồng anh em nhé. 130.000 đồng mã số 5.
Đếm thân này anh em, 1 2 3 4 cây này hai vòi hoa, 5 5 thân 130.000 đồng mã số 5. Và còn đây là mã số 6. Mã số 6 thì đếm thân cho anh em. Để ra mã này thì rất là nhiều thân. 160.000 đồng một đống to thế này. Chắc khoảng 4 50 thân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 này lẫn cả lan lạ này. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 thân anh em nhé. Mã số 6 150.000 đồng. 150.000 đồng mã số 6. Và ở đây là có một cái khóm tóc tiên. Khóm tóc tiên này ở chỗ có một nhóm thế này thôi. Và cái dòng này hoa rất là đẹp. Hoa cũng màu trắng tím anh em nhé. Còn đây là cái cặng hoa của vụ trước ạ. Dòng này cũng rất là dễ sống thôi. Cái khóm này thì không có vé gì cả. Bán với giá là 50.000 nhân đồng anh em nhé. Đấy, mã tóc tiên 50.000 đồng. Rồi đây sau đấy sang phần tam bảo sắc. Tam bảo sắc thì rất là đẹp hàng hôm nay ạ. Dân họ mới lấy về. Cho nên là anh em về ghép thì dòng này thì rất là đẹp. Đây một khóm đây ạ. Khóm này thì có 4 thân. Thân là gần như là không bị lỗi đâu anh em nhé. Đấy, thân gần không bị lỗi đâu. Và mà khóm này là có 4 thân. Rất là đẹp thế này. Đấy, đây là dòng lá xếp đấy anh em nhé. Bản lá to. Khoảng độ 4 sen. 150.000 đồng. Cái mã này, mã số 8. Và ở đây là mã số 9. Cũng 150.000 đồng. Mã số 9 thì nhiều thân hơn. Một thân và thân già khỏe thân rồi ạ. Ở đây là một khóm ạ. Khóm này thì được 1, 2, 3, 4 thân. Đây được một mẹ một con này. 4 thân này. 5, 6, 7 thân, 8 thân này. 9 này. Đấy, mã này cây này rất là đẹp. Đây ạ, lá đẹp chưa ạ? 10 thân ở trong cái khóm này. Và khóm này cũng giá là mã số 9 cũng là 150.000 đồng anh em nhé. Anh em yên tâm là cái dòng này thì dễ sống thôi. Và đây là có cái mã nguyên bản. Mã nguyên bản được một bầu đấy ạ. Đây họ cắt từ rừng về đấy ạ. Một này. 2. Dễ bám rất là chắc. Và 3. Đây. 3 mẫu như này. Với giá là 140.000 đồng anh em nhé. Mã số 10 140.000 đồng. 3 mẫu này. Và đây có mã cũng này cũng rất là đẹp. Mã này cũng 140.000 đồng. Đây ạ, lá này đẹp không ạ? Cũng nguyên bản đây này. Màu thứ hai, một mẹ một con. Cũng nguyên hoa thì cũng vừa tàn xong ạ. Về anh em không được chơi hoa nữa. Dưỡng để sang năm chơi. Chỗ này là hai mẫu 140.000 đồng. Và ở đây cũng có hai mẫu hết.
Có 150.000 đồng thôi. Cây số nhất là cây 1 này. Một mẫu. Hai. Một mẹ một con. Cũng là xếp là 150.000 đồng anh em nhé. Đấy, hai mẫu nguyên bản thế này. Mã số 12. 150.000 đồng. Và tiếp theo đi sang phần bên phía treo bên này. Đấy. Treo bên này là cái mã số 13. 100.000 đồng thôi. Mã này cũng rất là đẹp anh em, nên chốt đừng nhanh tay chốt được cái mã này. Đây ạ. Lá thì gần như là không không bị lỗi. Một mẫu nguyên bản anh em nhá. Bán chỉ có giá là 100.000 đồng thôi, ba thân. 1 2 3. Ba thân ạ. Mỗi thân dài khoảng độ 20-30 cm ạ. Đấy. Và đây là mã số 14. Nãy cũng vừa cho anh em xem cái mặt hoa của cái dòng này. Đây ạ, anh em xem lại tiếp cái mặt hoa. Đấy, vụ vừa rồi nổ hoa rất là đẹp. Hoa thơm khắp cả khu vườn này. Được 1 2 3 3 thân con và một thân mẹ ở dưới đây ạ. Đó. Thân mẹ thì dài khoảng độ 1 mét. Ba thân con thì khoảng 20 cm thôi. 120.000 đồng bán rất là rẻ các anh em. Mã 14. Còn đây là mã số 15. Mã số 15 thì đây là một dề rất là đẹp thế này. Đấy. Dề rất đẹp, lá xếp đây anh em nha. Và lá cũng tương đối cứng, không mềm. Bản lá dày. Hoa cũng vừa tàn hết rồi. Một khóm này anh em nhé. Đây là một khóm ở đây. Thân mẹ thì được một mẹ, 1, 2, 3, 4, 5 con, 6 con. Con thì dài khoảng độ 30 cm, 20 cm, 30 cm. Và có giá là 170.000 đồng. Mã này về anh em ghép đẹp tuyệt vời. Mã số 16 có giá là 200.000 đồng. Cái dạng này thì lá xếp mà bản lá rất là to. Đấy. Ở đây. Đây là được một, được hai con, à hai mẹ và ba thân, cũng không phải là con, nó ngắn hơn chút thôi. Đấy, thân lá rất là to, giá dày và rộng khoảng độ 4 cm. Quay kỹ cho anh em xem. Và mã này là có giá là 200.000 đồng, được 1, 2, 3, 4, 5 thân, to và dài. Tiếp theo sang cái mã này. Mã này là 150.000 đồng. Mã này thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thân. Đây anh em xem cái thân ở dưới thì dài khoảng độ hơn mét à. Đó, thân này đấy, dài hơn mét à. Thân này thì đẻ nhánh ở phần đây ạ. À. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân, 6 thân. Thân rất là khỏe và già, già thân. Cái dòng này dễ thuần. 150.000 đồng mã số 16. Và mã số 17. Ở đây là có một cái mã dòng khác. Đó là Vanda. Để anh em là một mẹ. Được 1, 2, 1, 2, 3, 4, một mẹ 4 con. Đấy, phần thân dưới là thân mẹ này, rất là đẹp cái mã này. Lá thì lá xếp, còn hoa thì màu trắng xanh, sọc vàng ở phía trong. Ở đây gọi là Vanda chanh anh em nhé. Đấy, dòng Vanda chanh này thì hoa nó rất là thơm và bền hoa. Đấy, nguyên bản như thế này. Và có giá là 160.000 đồng. Và sang phần mã cuối cùng. Đây là một mã rất là đẹp. Để quay tổng thể cho anh em xem.
và phần lá là gần như là không bị lỗi, nguyên bản thế này, được thân con thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và thân mẹ thì có một thân mẹ rất là dài. Và cái mã này có một cái điều đặc biệt là không chỉ là dòng lá xếp, lá cứng, lá dày mà ở đây là còn lá sọc, kẻ sọc anh em nhé. Đấy, đây là kẻ sọc đấy ạ. Màu vàng vàng đấy ạ. Phần lá đấy ạ. Đó. Đây. Đây phía bên đây ạ. Thế là nguyên rất là đẹp lá. Lá kẻ sọc anh em nhé. Đấy, quay tổng thể cho anh em xem. Và cái giá cái mã này bán với giá là 1.250.000 đồng, và bao trong khi đấy là bao phí ship cho anh em nhé. Khi anh em nhận là anh em chỉ việc phải trả là 1.200.000 đồng cho cái mã này. Đấy. Đây anh em không tin là lá kẻ sọc ở đây ạ. Đây là kẻ đấy ạ. Anh em xem kỹ ạ. Còn cái phần này là phần đốm này là ở rừng thì nó lá già thì không 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 vấn đề gì anh em nhé. Đấy. Là 1.000.000, xin lỗi, là 1.250.000 đồng bao gồm cả phí ship rồi anh em nhé. Đấy. Anh em ghi nhận là chỉ việc trả là 1.250.000 đồng. Đấy. Thân dài thì dài khoảng độ hơn 1 mét, dài khoảng độ 1,2 m, và lá rất là đẹp, gần như là dân họ mang về khai thác về là không bị lỗi. Và đây cũng là cái mã cuối cùng của gia đình. Xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem video. Và mong anh em ấn nút chia sẻ và đăng ký để được nhiều người biết đến. Xin cảm ơn anh em. Xin chào anh em.